Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình tối nay thứ tư ngày 20 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn kiểm tra số 810 Ban Nội chính Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 56.000 tỷ đồng là tổng nguồn vốn các ngân hàng trên địa bàn tỉnh huy động từ đầu năm. Sáng nay 20 tháng 9, đoàn kiểm tra số 810 Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Làm việc với đoàn kiểm tra số 810 Ban Nội chính Trung ương, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ra Lan Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ban ngành và địa phương liên quan. Theo đó, đoàn kiểm tra số 810 kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chỉ thị số 35 ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị, quy định số 11 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 27 ngày 10 tháng 1 năm 2019 của Bộ Chính trị và kết luận số 69 ngày 24 tháng 2 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 33 ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư theo báo cáo trong chương trình số 58 ngày 7 tháng 4 năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp trên các lĩnh vực và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị địa phương nhằm triển khai thực hiện nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với chỉ thị số 35 và quy định số 11 của Ban Bí thư. Người đứng đầu cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tiếp đối thoại hơn 4.000 cuộc với trên 3.000 lượt công dân theo quy định. Các cấp ngành đã tiếp hơn 6.150 lượt công dân và tiếp nhận hơn 500 đơn khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy của Đoàn Luật sư tỉnh và của tổ chức đảng, đảm bảo lãnh đạo chỉ đạo thống nhất đối với tổ chức và hoạt động của luật sư theo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật. Từ đầu năm 2023 đến nay, tổng nguồn vốn các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai huy động được đạt 56.000 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cuối năm 2022. Tổng dư nợ cho vay đạt gần 108.000 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cuối năm 2022. Đặc biệt, các chương trình tín dụng cho vay theo nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã giải ngân được gần 98 tỷ đồng với 322 lượt hộ vay, đạt 50,2% kế hoạch giao. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện nay, cây lúa vụ mùa ở tỉnh Gia Lai đang thời kỳ trổ bông. Đây là giai đoạn rất quan trọng mang tính quyết định đến năng suất thu hoạch, nên cây lúa cần được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, cũng như bảo vệ trước nguy cơ sâu bệnh hại tấn công nhằm giúp cây lúa sinh trưởng phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, thời điểm này, trên ruộng lúa xuất hiện các bệnh đạo ôn, khô vằn, sâu cuốn lá, sâu đục thân. Vì thế, bà con cần thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm và có biện pháp phòng ngừa kịp thời. Mặc dù đã có nhiều năm kinh nghiệm gắn bó với cây lúa trên vùng đất Phú Thiện, nhưng nông dân Nguyễn Văn Thiệu vẫn gặp khó khăn trong vấn đề quản lý sâu bệnh hại. Là lúa đương chuẩn bị trổ bông này là thứ nhất là nó bị đỏ lá như đây, đỏ lá hai nữa là bị khô quằn, là bắt đầu mình mua thuốc mình bơm rồi, là bắt đầu là nó bớt đi rồi, nó đỡ, nó xanh như đây này, là lúa nó trổ lên hoặc lúa rất đẹp. Quản lý sâu bệnh hại ngoài kinh nghiệm thực tế thì quan trọng nữa là phải sử dụng đúng sản phẩm. Tuy nhiên, đây lại là thử thách với không ít bà con nông dân hiện nay vì thị trường sản phẩm phân bón thuốc bảo vệ thực vật rất phong phú, đa dạng chủng loại. Khi mình phát hiện ra bệnh rồi mà mình đi mua thuốc mà nó không đúng thuốc về là cái bệnh nó phát ra nhiều hơn mà lúa nó lụi đi, nó không phát triển được cây lúa lên. Quan trọng nhất là phải đúng thuốc của nó thì nó mới khỏi bệnh được. Thời gian qua, giá lúa được mua với mức cao. Vì thế bà con nông dân đang rất hy vọng nếu quản lý sâu bệnh hại tốt thì năm nay mùa vàng trên Gia Lai sẽ ngập tràn niềm vui. Việc giữ gìn kiến trúc nhà sàn của người Dê Rai trong đời sống hiện nay được xem là cần thiết nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc và hướng đến xây dựng thành sản phẩm du lịch độc đáo.
chương trình Trung thu yêu thương, món quà đặc biệt dành cho trẻ em đang học tập, sinh sống tại một số cơ sở nuôi dạy, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Năm 2023, theo lộ trình tinh giản biên chế, thì biên chế công chức hành chính của tỉnh Gia Lai là 2.677 biên chế. Giữ nguyên số đã giao năm 2022, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 26.103 người. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đăng ký 3 nội dung về giao biên chế khối chính quyền địa phương và định mức lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, các cơ quan đảng mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 14 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới. Từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 9, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Thực phẩm thành phố Pleiku tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn nhằm ngăn chặn hàng giả hàng nhái, thực phẩm không đảm bảo chất lượng trong dịp Tết Trung thu năm 2023. Trong quá trình kiểm tra, đoàn cũng lồng ghép tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm chấp hành đúng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác, minh bạch. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn đem yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vừa qua các câu lạc bộ thiện nguyện và các mạnh thường quân ở thành phố Pleiku đã tổ chức chương trình Trung thu yêu thương cho trẻ em đang học tập sinh sống tại làng trẻ em SOS Pleiku, Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh và chùa Bụng Châu thành phố Pleiku. Chương trình được tổ chức trong không khí vui tươi, đầm ấm, qua đó thể hiện tinh thần nhân ái của dân tộc Việt Nam. Tại chương trình, các em được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian, giao lưu với chú Cuội, chị Hằng và xem các màn biểu diễn múa lân sư rồng với tiếng trống lân rộn rã. Ngoài ra, các nhà hảo tâm còn tổ chức khu ẩm thực tự chọn với mong muốn mang đến cho các em một ngày vui trọn vẹn, ý nghĩa trong sự yêu thương của cộng đồng. Em được các anh chị ở đây đã tổ chức cho những lễ hội ẩm thực rất ngon miệng và những tiết mục văn nghệ đẹp mắt được chị Hằng, chú Cuội tổ chức cho những trò chơi dân gian. Em cảm thấy rất là vui, rất là cảm động. Hôm nay em được chơi rất nhiều trò chơi ở đây và được đón Trung thu ở đây rất vui và rất hạnh phúc. Cái Trung thu này rất ý nghĩa vì đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người. Niềm vui Tết Trung thu còn lan tỏa khi hàng trăm phần quà của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân tặng các em. Đây không chỉ là niềm động viên về tinh thần mà còn giúp các em cảm nhận ý nghĩa Tết Trung thu đoàn viên, sự ấm áp của tình yêu thương. Nhân dịp Tết Trung thu năm hàng năm thì anh em các thiện nguyện ở đầu Pleiku mong muốn là góp chung tay góp sức mỗi người một phần quà hay là những công sức để lan tỏa những điều tốt đẹp đưa đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bằng những hành động thiết thực, chương trình Trung thu yêu thương cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động ý nghĩa của cộng đồng, qua đó giúp các em nhỏ kém may mắn cảm nhận được rằng vẫn còn nhiều vòng tay san sẻ yêu thương, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Dơ Rai ở tỉnh Gia Lai nói riêng, nhà sàn là nơi che chở các gia đình và lan tỏa giá trị văn hóa của cộng đồng. Giữ gìn và kế thừa kiến trúc nhà sàn trong đời sống hiện nay được xem là việc làm cần thiết nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc và xa hơn là hướng đến xây dựng thành một sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách. Về với nhiều buôn làng ở huyện Yapa, từ góc máy trên cao, ta dễ dàng ngắm nhìn hình ảnh những mái nhà sàn truyền thống. Đan xen là những ngôi nhà sàn mới được dựng lên theo lối kiến trúc hiện đại, giữa mênh mông cánh đồng lúa, trở thành một nét đẹp đặc trưng của vùng đất này. Nói về nhà sàn thì đã có từ lâu rồi, từ xưa. Do là phong tục truyền thống của người dân ở đây là nó là theo cái phong cách mà gọi là truyền thống làm nhà sàn, rồi ai ai cũng thích làm nhà sàn hết. Bao đời nay, người Dơ Rai gắn liền với ngôi nhà sàn. Có những ngôi nhà sàn truyền thống được dựng lên từ những năm 1975, vẫn được bà con gìn giữ sử dụng, xem đó như một tài sản quý và là niềm tự hào của gia đình.
Hiện nay cách làm nhà sàn của bà con Gia Rai nơi đây cũng đã có nhiều thay đổi để phù hợp với cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, vẫn lưu giữ được hồn cốt của ngôi nhà sàn truyền thống. Theo phong tục hồi xưa thì mình làm nhà sàn nó cao, nó thoáng giữa, nó thoải mái hơn. Hồi xưa thì người ta làm, người ta đục bằng rìu, bây giờ thì người ta làm bằng máy móc, hiện đại hơn, đẹp hơn, hiện đại hơn. Hồi xưa thì người ta làm hồi xưa thì do không đủ điều kiện thì người ta làm vậy thôi. Công tác tuyên truyền thì đối với xã thì nói chung là không có kẹp nhiều khó khăn. Kẹp khó khăn bây giờ chỉ có là hiện tại thì đối với để mà làm được cái nhà sàn đó, cần phải sử dụng đến cây cối. Nên là nó khó khăn cho người dân. Với mong muốn bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, chính quyền và bà con Gia Rai ở các buôn làng huyện Yapa nói riêng, Gia Lai nói chung, vẫn luôn gìn giữ, tu sửa những ngôi nhà sàn truyền thống. Hy vọng trong một thời gian không xa, những ngôi nhà sàn này sẽ trở thành homestay cho khách du lịch đến tham quan, góp phần giúp bà con có thêm thu nhập, vừa bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa bản địa. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.